Này, Samurian. Bên kia là không kịp nhìn luôn. Bên kia là Greg Fo. Nhà một Greg một Fo, bên mình là Summer Heat. Như vậy là quân mình là nhỉnh hơn một chút. Có voi luôn đến từ cái thủ BB. Bên kia chỉ một cái chém cùi, đó là Greg thôi. Còn Phonesian thì nói chung là thuộc hệ đa năng. Nó gần giống như Babylon vậy. Được cái thì nó có kiểu là chặt, gần như là chặt có hai ngay ở level 1 rồi. Hay thấy những phút đầu tiên luôn, bọn dân mặc định có chặt có hai ngay từ đầu. Đây là hit tín rồi BB, đã có hai cánh rừng. Bài bài quả đầu là khá xấu và có một con voi ngay gần, khả năng một đôi, thêm một con voi vàng nữa đến từ thủ BB. Bài khá nhiều rừng đây. Và thế nhà cũng đang ở sát mép, khá tươi để dành cho một người đánh cùng tuyển hit tín. Còn đến với mày cầu thủ chip boy, liệu đã có hai voi chưa? Có luôn quả phụ vừa rồi thì vừa lúc chuyển máy thì có quả phụ BB rồi. Chip boy đang đá bài hiêu về nhà chính nhà của mình. Lên đất xanh mượt luôn. Bầy hiêu có 4 con đến từ thủ chip boy thôi. Vâng, rừng rú vẫn chưa thấy đồ ăn thì mới thấy bầy hiêu đầu. Đầu 5 con chứ không phải 4. Vâng, nhìn thấy kèo đấu này thì dân Summer cần luôn. Con sư tử đáng là cái gì? Đã là cái gì đúng không? Vâng, kèo đấu này thì cũng được tài trợ bởi nhà tài trợ bóng đá fan, bóngdafan.com và Golden Field cũng như là Newman và ca sĩ Mai Anh Quý. Còn ca sĩ Mai Anh Quý là ca sĩ vừa ra album Tuyết Trong Anh. Đợt vừa rồi thì Mai Anh Quý cũng đã có những phần thưởng dành cho game thủ cũng như là quý vị bình luận viên của TV. Nói chung là một phần thưởng cũng không phải lớn, cũng không phải nhỏ. Nói chung là để động viên khích lệ tinh thần em thôi. Cả. Trở lại bài đấu rồi, bài chip boy vẫn chưa thấy cái gì, khá là đen cho em. Đôi voi huyền thoại của Summer vẫn chưa thấy, thấy thêm bầy hiêu. Vâng, đi dịch thêm thấy bãi quả là mát. BB thôi, bài đôi voi, bầy hiêu. BB đang muốn cố đá về nhà chính mình bầy hiêu 6 con. Bài mà BB bãi quả phụ cũng rất sâu đến từ thủ BB, trông đủ đồ vậy thôi nhưng cũng sâu. Vâng, bây giờ cách xa bãi quả khả năng đi xe buýt là vừa đấy. Bài thì vẫn lên sớm thôi, không phải sớm lắm ấy, từ vừa bãi quả phụ ăn có 5 cây ăn được 4. Vậy thì nếu mà có thêm con voi nữa thôi thì bài BB mới khỏe được. Này, khả năng đợi thực là khá lâu ấy. Coi thôi, kéo dân ăn bầy hiêu. Rồi, bầy hiêu ăn xong. Ăn thịt đây, bãi quả có quả phụ. Bài cũng là khỏe từ chi boy thôi nhưng không nên quá sớm. Đánh chém 25 dân. Bên kia là Greg Fo, và khả năng Greg đánh chém mà Fo đánh cung thôi. Thì đây ông Bi. Vâng, như vậy là BB đã nhường cho chip boy quả bãi quả này. Bãi quả giữa hai nhà. Vậy thì BB phải tìm cố cái gì, con sư tử cũng được. Con sư tử câu về cũng được. Thì bài này là mình đợi thực, thực ra là đủ rồi nhưng mà phải đợi thực thôi. Khi mà bãi quả đầu quá, bãi quả phụ quá xấu. Còn BBBM kín luôn mặt này, BA mặt đằng này. Mắc ba le bài đánh cung, không ken được e. Alamos, 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 Alamos,
Vâng, như vậy là bên kia lên đời cũng khá sớm. Và lên đời cuối 10 đến từ BB thôi. Và anh cùng đến với Chip Boy cho nào. Rồi, đóng L rồi, xin to rồi. Ăn luôn bãi vàng cái này. Chỗ này làm 3-4 cái ruộng là mát. 3-4 cái ruộng thôi là được. Công nghệ cho con giò. Một cái công. Vâng, BL bảo kê bãi vàng là hợp lý bài Samurian này. Và gặp Greg thì làm cái P nó mát thôi. Nếu mình yếu hơn họ, còn mình khỏe hơn thì xúc luôn. Đây rồi, gặp luôn nhau một màu một Phonesian đến từ game thủ Văng Lốp. Vâng, Văng Lốp đã có T rồi, L2 luôn cho nó mát. Như vậy BB khả năng gặp Greg rồi. Không biết Greg có đẩy dò sang chưa? Không, chưa thấy gì. Như vậy Greg chọc chéo rồi. Không thấy chọc chéo luôn. Phải chăng bài FC đến từ game thủ ăn đi. Đây là nông dân đang ăn bãi quả của game thủ ăn đi. Không kéo dân về đến từ Gunny. Đợi dò. Rồi có cung T công bãi vàng và cung công cung T phô bắn với lại dân Summer thì đã là cái gì? Vâng, quá nhạt luôn. Ui, cẩn thận mất dò em ơi, mất luôn dò. Đè bò cái gỗ. Mạnh xe. Hai là đều luôn. Vậy là dân Gunny én rồi. Khi bị gì chưa? Vẫn chưa bị gì, bây giờ mới lên đời kích bánh xe. Vâng, BB lên đời khá muộn. Vâng, BA đóng thụt rồi. Nhờ cung R hit, hoặc là cung R phô. Bài mà phô cũng lủng nhá, phô lủng một tơn. Cười lắm, một tơn chém rất hay đến từ game thủ Chiboy. Rồi, tiếp tục là bài gỗ thứ hai đến từ game thủ viên lớp. Mát máy, mình đi xe rồi. Và bây giờ viên lớp vẫn chưa có cung R. Bây giờ ra đầu, đi luôn cho cắt. Rồi. Vào đây, úi dồi ôi. Bên lớp phải bay gỗ kìa anh ơi. Anh có thấy bay gỗ có cái gì không? Vâng, hai con lạc đá đang quần. Quần cho nông dân bên lớp nhung hết cả kèn rồi. Cái hốc của bên lớp thật là mắc ba le luôn. Có một cái và ba cái anh không bò. Anh để thế nó thoáng. Một cách rất sexy. Rồi. Có hai em chém một con giò thôi, em dân thôi, mình có bánh xe rồi không phải sợ. Vâng, có ăn tê hơi khó chịu. Vâng, bốn con lạc thôi, nó tương lò thứ hai em ơi. Vâng, vẫn đi. Rồi. Bi nhá. Bi tham 35, mắc ba le luôn. Đen e. Rồi, đi ra. Bây giờ thì BB quá khỏe rồi. Bắn Greg một tơn không, Greg càng khỏe. Greg chết, chưa chết gì. Chip Boy, tham lai 18 thôi. Chém bắn máu khá tốt. Hai nhà nó quân, hơi đắng mề cho em. 17 thôi. Thôi thôi, chim nhắn này, kiếm cái gì ăn thì ăn đi. Đợi đi ra nó cân bản đồ, úi dồi, Greg đông chém đấy. Greg nhà đông chém lắm. Rồi rất khéo léo từ đứng quân thằng này hơi hơi căng nó cái này về không em ơi đông sâu chém thì đủ ăn đi. Và theo thông tin từ Chip Boy báo về thì bên kia muốn ốp. Vâng, ốp như nhà mình có một con dốc nhỏ nhỏ vẫn có thể thủ được này. Nếu mà bên kia mà không ốp chuẩn thì khả năng là chết hết quân, lùi hết quân ở nhà. Vâng, trong nhà mình có dốc không phải sao, cũng đỡ hit. Bên kia thì cũng phô thôi. Chém thì bị chém đổ ghe rồi. Đứng đây, đứng trên cái dốc này. Bé em ơi. Nghe. Nghe nữa. Xong, xong rồi em ơi. Vâng. Cửa đấy. Rồi. Chip Boy đâu? Có làm tí không? Đúng rồi, hay lắm em ơi. Vâng, với lớp đang mất tay nhá. Vâng, sau tên này khả năng tham lai mình sẽ đi thôi. Quân thế là rồi. Tham lai vẫn là 4x đến từ thủ BB. Rồi, tầng 2 ông R sinh ra hơi dị. E ruộng, e ruộng. Rồi. Vẫn thủ được thôi, thóc sóc đều quân em ơi.
Tôi để đây thôi rồi đi thủ cái lớp. Bây giờ thì họ đứng trên dốc rồi. Đánh chậm lại. Bây giờ khá là đông. Thằng căng quá, chim voi vẫn đang hơi sớm. Không sao. Thế bài bên kia Greg cũng lên đời rất sớm. Có lạc đà luôn. Rồi rồi, bên này bắt luôn xuống rồi luôn. Những thủ bên lớp này còn một con chém kìa. Kéo R bắn thôi, một con R thôi là đủ khử con chém rồi. Chém khả năng còn vài máu thôi, không còn nhiều đâu. Đấy, tôi bảo rồi. Rồi, ra đây. Ui, chip boy tự nhiên vớ được vốc lạc đà này. Ui, tham 24 rồi, tươi lắm. Một tơn bên kia mà mất quá nhiều quân rồi. Bây giờ đợi chip BB hồi một tơn rồi đẩy ngược lại thôi. Bên kia chỉ là cung R phô thôi. Bên mình là cung R hit. Cung đầu thì phô cũng khá yếu. Bây giờ thì khả năng là phô là cân tham với lại đủ còn đỉnh hơn BB một chút. Rồi. Vừa rồi để cái mic hơi xa, bình luận hơi nhỏ các bạn thông cảm. Tham lai vẫn là 41 từ BB một tơn mà về lớp đẩy dí tương đối nhiều cung lên đây. Có chip boy không? Chip boy đâu có làm tí không? Vâng, màu ba chết thân hoang rồi, mát máy. Hai mươi sáu trên 36. Rồi bắt đầu đi lùa dân của thủ gắn đi. BB của đồng thế. Còn đội bạn vẫn đang muốn ôm BB lần nữa. Vâng, chip boy về đây cứu thì không thủ đâu, tôi này đông lắm, đông chém lắm. Vâng, không thể bỏ đâu, bỏ giờ nó hoảng đấy. Rồi bắn hết chém đi. Vâng, bài mà Greg quá khỏe thì thủ gắn đi. Thôi khó, 2-0 ở trong trận đấu đầu tiên thuộc về bên phía Velop và Gani. Một bài mà Greg chém khá khỏe từ đầu đến từ thủ Gani và khiến cho BB không đi được quân. Và chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu thứ 3 thôi, trận đấu chung kết đầu tiên cho bên phía Chip Boy ở BB.